Em xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của Đường Phố Hà Nội hôm nay. Hôm nay em có mặt ở thủ đô Hà Nội để khu chợ trời, hay còn gọi là chợ Hòa Bình nha các bạn. Đây là một trong khu chợ có từ lâu đời rồi, từ những năm 54-55 các bạn. Khi mà hình thành như mọi người di tản ở miền Nam ấy, họ đem ra đây những cái đồ dùng gia đình họ bán. Thì ở đây có những cái vật dụng, rất là nhiều vật dụng khác nhau, từ đồ cũ, đồ second hand các bạn, mà hàng gì cũng có các bạn ạ. À, giờ đồ điện tử, điện lạnh hay những cái đồ cũ ấy đều có hết. Tivi, xe máy, tủ lạnh, ốc vít, nói chung là chả thiếu thứ gì các bạn ạ. Đây là phố Chùa Vua nha các bạn. Các bạn thấy ở đây có cửa hàng cái điều khiển này các bạn này. Điều khiển gì cũng có nha các bạn. Đấy. Ở phần ngoài này là đồ điện tử này, loa đài đó các bạn này. Còn đây là những cái kính, cái kính xe máy. Chợ Hòa Bình này khác với cái khu chợ chính thống ngày xưa như chợ ở Hàng Gia hay là chợ Đồng Xuân thì có mái che, thì họ có giấy phép kinh doanh. Còn cái khu chợ này thì ngày xưa là chợ không có mái che nên gọi là chợ trời các bạn, là ngoài trời đấy các bạn. Đấy, thì họ không có giấy phép kinh doanh. Nhưng bây giờ khu chợ này cũng nhiều cửa hàng, cửa hiệu đều phải có giấy phép mới được hoạt động nha các bạn. Trừ một số cửa hàng tự phát thì không nói. Đây, ở đây có rất là nhiều đồ này. Đây, đồ đồng các bạn này. Ngày xưa những cái đồ mà xe máy bị mất đồ, phụ kiện này, linh kiện hay là xe ô tô mất thì lên đây tìm là có các bạn ạ. Nhưng bây giờ cái sự cơ quan chức năng thắt chặt rồi, thế những hiện tượng đó bây giờ ít hơn rồi các bạn ạ. Đấy, bên kia phố Thịnh Hiên các bạn, Thịnh Yên các bạn. Chỗ kia thông sang bên kia thông sang phố Huế các bạn ạ. Đấy, ở bên đó bán một số mặt hàng. Đây là đi thẳng bên trong này là những cái tạp sạp nho nhỏ hơn các bạn. Thì bây giờ em mời các bạn vào từng sạp nhỏ nhỏ này đi để tham quan nha các bạn nha. Đây, ở đây họ có những cái gương kính rất là đẹp luôn, cái yên xe máy này. Đấy, rất là nhiều đồ kiểu như là phụ kiện nhỏ nhỏ lặt vặt. Đây, chỗ này bán phụ kiện gương đèn xe máy. Ở đây rất là nhiều thợ sang mua luôn này các bạn, nhìn thấy thợ của VinFast họ cũng đang sang mua đồ đây các bạn nhá. Rồi, ở đây thì rất là nhiều thợ sửa chữa. Nói chung là ai Hà Nội đều biết đến chợ này và các tỉnh đều biết. Họ bán những cái đồ dành cho những người thợ, những cái bu lông ốc vít hay là những cái đồ phụ kiện linh kiện của một cái thiết bị cơ khí hay đồ điện tử nào đó mà tìm kiếm không có thì lên trên đây là sẽ có nhé các bạn. Đấy, rất là nhiều đồ, đấy, rất nhiều còi luôn này, còi xe máy. Chợ này nó có rất nhiều khu ấy các bạn ạ. Xe máy, ô tô, rồi cơ khí, rồi là khí nén, rồi đồ công nghiệp, cái gì cũng có luôn. Không phải ai có thể kiểu như biết hết ở chợ này bán những cái gì đâu các bạn ạ. Mà là ai mà kiểu như chuyên về ngành gì ấy, thì chỉ lên tìm vào một số cái ngành hay những là cái khu đó thôi thì họ mới biết một số cửa hàng thân thuộc, họ đến họ tìm kiếm. Đây, như đoạn này chúng ta họ đang bán cái gì, có những cái em cũng chịu luôn không biết là cái gì các bạn ạ. Chỗ này những cái ống cao su là một cái gì đây. Đây, thợ họ đến họ tìm kiếm, họ đem đồ lên họ đo đạc xem cái nào dùng được họ mang về. Đây, đây những cái ống gì đây, chịu luôn đấy các bạn. À, những cái ống đấy giống như cái ống thoát khí hay thoát hơi nước ở trên cái bộ phận xe ô tô các bạn. Nhiều lắm, hai bên đường nhé các bạn, em chỉ xoay xoay màn hình về một bên rồi thôi.
không xoay hai bên được. Ra đến đây thì chúng ta thấy họ ở chỗ này là phụ kiện ô tô bạn ạ. Đây là phố Đồng Nhân nhé các bạn. Đấy, họ còn cả gia công một số đồ nữa. Đây phụ tùng ô tô, đèn. Đây bạn chỗ kia Đỗ Ngọc Du nổi tiếng với đồ linh phụ kiện ô tô đấy các bạn nha. Bán ngàn luôn các bạn. Còn ở bên này là phố Hương Viên thì ở đây có một cái hồ. Đi vào sâu trong này thì không thuộc phạm vi của chợ, em không thấy có cửa hàng nào trong này các bạn. Em sẽ đi một vòng quanh hồ này, chúng ta sẽ lượn tiếp ra ngoài kia nha các bạn nha. Đây, nội thất ô tô, cửa hàng sửa xe máy. Ngày xưa mà ô tô bạn cứ bị mất cắp vặt đấy, như là gương kính hay là gì linh tinh hay là logo logo thì lên khu vực chợ trời, khu vực phố Huế này thì tìm thấy luôn các bạn ạ. Đây, trường trung học cơ sở Trưng Nghị các bạn ơi. Chỗ này thì thấy ta thấy có trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông này. Ta đi ra lại cái đoạn Đỗ Ngọc Du nha các bạn, để em quay bạn từ cái phía Đỗ Ngọc Du này ra ngoài kia. Nó có mấy ngõ các bạn ạ. Dọc cả phố Huế nữa họ cũng bán rất nhiều nha các bạn. Chuyên đèn đánh bóng đèn các bạn. Đây phố Nguyễn Công Trứ các bạn. Con phố ngoài này thì em thấy họ tập trung kinh doanh mấy cái đèn. Ở đây sẽ có một cái con ngõ nhỏ nữa. Em sẽ lại đi tiếp vào cái ngõ đấy cho bạn xem tiếp. Cái con ngõ là của chợ trời nha các bạn. Đây, con ngõ nó chỉ ở đâu đây chỗ này thôi đây. Công Trứ nhé các bạn. Dòng cắt với cả Ngô Thị Nhậm này. Đây một cái con ngõ này thông tiếp vào chợ trời các bạn. Em không nhớ hình như không đúng con ngõ này, một con ngõ khác mà bên ngoài.
họ ngồi rất nhiều cơ. Ngõ bên kia các bạn ạ. Đây còn ngõ này. Đây bạn, họ bạn đèn điện sáng lấp lánh lung linh luôn này. Bạn thiết bị điện đèn lung linh luôn. Anh Vũ Văn Phu có gì đâu đấy, có một anh ấy đến, anh ấy hỏi một cái đồng hồ nhìn lạ hoắc luôn. Chị bảo em có luôn đấy, cái gì cũng có đấy các bạn nhá, không có gì không có luôn. Đoạn vào khu tập thể với công chứa các bạn ạ. Đây con phố này vẫn chuyên về thiết bị điện. Đây có mấy cái quạt công nghiệp. Ở đây là bán cà xỉ cà lẻ nha các bạn, giá thợ luôn nha các bạn, giá rẻ luôn đấy. Nên các bạn phải biết mua. Đoạn khu vật liệu hàn cắt này các bạn này. Các bạn bây giờ chúng ta sẽ rẽ ra phố Thích Yên nhé các bạn. Đấy, phố Thích Yên rồi. Chúng ta lại rẽ sang con phố Huế. Đây, phố Huế các bạn này. Mặt ngoài này thì họ lại dán đề ca xe lẫn là thay mặt nạ xe rồi các thứ, còi xe, nói chung là cũng nhiều đồ liên quan đến xe cộ, những cái phụ kiện bên ngoài các bạn ạ.
còn nổi tiếng với cả những cửa hàng thời trang cũng như là cà phê nữa các bạn ạ. Cô về cái đoạn gần chợ trời này họ bán những cái đồ liên quan đến gần như chợ trời thôi, như nhà là kính, đèn, gương các thứ thôi, mặt nạ, xe máy. Còn phía bên kia xa xa thì con phố này họ kinh doanh thời trang, một quán cà phê. Sang một phố công chứ. Đây các bạn nhìn thấy ở đây họ bán những cái lò xo này các bạn này. Không phải lò xo các bạn. Gì này? Giảm sóc. Giảm sóc quý vị các bạn. Bây giờ cái hoạt động của chợ trời họ dạng như là vẫn duy trì được cái nếp từ ngày xưa, khách từ ngày xưa ấy. Trên họ chủ yếu bây giờ bán dạng những là kiểu đồ bán xịn, bán lẻ, những cái linh phụ kiện, vật liệu, vật dụng. Chuyên về phụ tùng ô tô, đây những cái đồ về với những cái đồ gì liên quan đến gọi là phụ kiện ô tô, từ đó mà ra đây các bạn. Tất nhiên là có một số đại lý họ sẽ đánh hàng cũng sẽ trực tiếp hàng tới Trung Quốc về, chứ cũng không cần thông qua chợ ấy nữa.